nữ cảnh sát viên bắn chết Don White và cảnh sát trưởng đã từ chức. Theo bản thông cáo của nghiệp đoàn cảnh sát vào thứ Ba ngày 13 tháng 4, cho biết nữ cảnh sát viên Kim Porter thuộc sở cảnh sát thành phố Brooklyn Center ở Minnesota, người bắn chết anh Don White vào Chủ nhật vừa qua đã từ nhiệm. Cảnh sát trưởng của thành phố này, ông Tim Grennan, cũng loan báo ông rời khỏi chức vụ. Trong lá thư gửi tới giới chức lãnh đạo thành phố vào thứ Ba, cảnh sát viên Porter nói rằng đơn xin từ nhiệm của bà có hiệu lực tức thời. Bà Porter, năm nay 48 tuổi, đã phục vụ tại Sở Cảnh sát thành phố Brooklyn Center trong 26 năm qua. Bà trở thành cảnh sát viên tại Minnesota năm 1995 sau khi tốt nghiệp Đại học St. Mary's College ở Winona của Minnesota năm 1994. Cảnh sát trưởng Grennan nói sau khi xem đoạn video từ máy ghi hình đeo trên người cảnh sát viên Porter, ông thấy rằng bà này định dùng súng bắn điện nhưng lại rút lầm khẩu súng lục làm anh Wright bị thiệt mạng.